chất liệu khác nhau, chứa đựng những tâm tư khát vọng cảm xúc trước tình yêu cái đẹp, nỗi trăn trở đời thường của người phụ nữ. Tất cả đã làm nên một không gian triển lãm đa sắc đa chiều, mang đến khách thưởng lãm những ấn tượng đặc biệt. Triển lãm sẽ diễn ra đến ngày 8 tháng 7 tới. Với khả năng trình diễn vẽ tranh bằng lửa, kim tuyến và cả nước, Phạm Hùng Minh được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh là Phù thủy vẽ tranh. Anh được biết đến vào năm 2013 khi tham gia chương trình Vietnam's Got Talent, tiếp đó là đạt ngôi vị quán quân cuộc thi Bạn có thực tài. Mới đây nhất là danh hiệu kỷ lục gia họa sĩ vẽ tranh trình diễn và tranh nước đầu tiên tại Việt Nam. Đặc biệt thú vị là Phạm Hùng Minh sẽ là họa sĩ đầu tiên làm live show trình diễn hội họa trên sân khấu đó các bạn. Show diễn với tên gọi là The Art Painting Show, các bạn hãy cùng Bích Ngân tìm hiểu ngay nhé. Mình lại không muốn đi theo cái lối cũ, đó là học và ra sáng tác tranh. Cho nên mình sáng tạo bộ môn này, đó là bộ môn vẽ tranh trình diễn trên sân khấu. Thường là các họa sĩ sáng tác tranh ở nhà thì họ có nhiều thời gian để sáng tác tranh hơn. Nhưng mà đối với mình là một nghệ sĩ vẽ tranh thì khi mà lên sân khấu thì chỉ có 3 đến 4 phút để trình diễn bức tranh đó. Đối với một tiết mục vẽ tranh trình diễn trên sân khấu thì đòi hỏi người nghệ sĩ phải tập trung rất là nhiều, cũng như là chuẩn bị rất là kỹ lưỡng trước đó. Và điều đặc biệt là phải làm cho tiết mục của mình hay và bất ngờ, cũng như là mang lại sự thú vị và hấp dẫn. Như mọi người đã biết thì mình rất là vinh dự bởi vì là người đầu tiên mà mang cái bộ môn này lên sân khấu ở Việt Nam. Cũng được 5 năm rồi. Và đến thời điểm này thì mình muốn mang lại một cái live show để tạo cái dấu ấn. Với năng khiếu hội họa và đam mê được biểu diễn trực tiếp, Phạm Hùng Minh đã tự tìm tòi và tập luyện để trở thành họa sĩ trình diễn hội họa trên sân khấu. Quả ngọt từ những cố gắng và nỗ lực đó là Hùng Minh đã tự tin bắt tay làm live show hội họa đầu tiên tại Việt Nam vào cuối tháng 7 năm nay. Trong live show này thì mình kết hợp với rất là nhiều tiết mục đặc biệt khác. Mình sẽ mang những bộ môn lên sân khấu và kết hợp với mình để tạo thành những tiết mục hay và hấp dẫn hơn. Live show này là mục đích là mình cảm ơn đến khán giả đã ủng hộ mình. Và trong đêm này là mình làm một phần từ thiện nhỏ. Khi mà vô đó thì khán giả sẽ được đấu giá một số bức tranh của mình để ủng hộ đồng bào nghèo. Nếu mà live show này thành công thì mình sẽ tổ chức một số show sau đó nữa. Hy vọng tất cả mọi điều sẽ thuận buồm xuôi gió để mình sẽ mang đến nhiều tiết mục hay hơn và lạ hơn gửi đến khán giả. Với một cái live show hội họa đầu tiên này thì nó sẽ mang lại nhiều điều mới lạ hơn cho làng giải trí của Việt Nam. Có thể nhiều trong gai nhưng mà mình cố gắng hoàn thiện thôi. Và hy vọng sẽ tạo được một con đường mới để cho nhiều bạn trẻ đi theo những cái bước đi của mình hơn. Để đạt được thành công như hôm nay, chàng họa sĩ trẻ Phạm Hùng Minh đã phải đối mặt với không ít khó khăn, những tai nạn và thử thách nghề nghiệp. Với lửa nhiệt huyết không ngừng tìm kiếm những cây mới, chúc cho anh sẽ thành công hơn nữa sau live show đầu tiên này. Đến đây thì thời lượng dành cho giải trí 24 giờ cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 17 giờ ngày mai tại địa chỉ tv.tuổitrẻ.vn và tuổitrẻ.vn. Mọi thông tin góp ý cũng như cộng tác cho chương trình mời các bạn gửi về địa chỉ email giải trí24giờ@tuổitrẻ.com.vn. Chương trình do báo Tuổi Trẻ và công ty Sen Vàng phối hợp thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.